Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh chia sẻ kinh nghiệm hoặc Android của TeamCoder. Trong cái loạt bài về cái thằng Project Template ấy, mình có một cái video đầu tiên mình đã chia sẻ về cách mà chúng ta kết hợp cái thằng Navigation Drawer với lại cái thằng Bottom Navigation cộng Fragment trong Android, đúng không? Tuy nhiên rằng mình thấy có thằng có một cái vấn đề mà các bạn, một là các bạn comment trên kênh channel của mình, hai là các bạn có gửi mail vào cho mình ấy. Tức là trong cái video này này, mình thực hiện tạo cái thằng Navigation Drawer bằng cách là chúng ta chọn sẵn cái template của cái thằng Android Studio, đúng không? Mà cái phiên bản Android Studio mình đang sử dụng ấy nó hơi thấp một chút, cho nên là khi mà các bạn sử dụng cái phiên bản Android Studio nó cao hơn thì các bạn đang gặp vấn đề trong cái việc là migrate sang, đúng không? Thì hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái video, mình làm một cái custom Navigation Drawer từ đầu cho đến cuối luôn. Ok, thì nó sẽ không phụ thuộc vào mà cái mà các bạn đang sử dụng cái thằng Android Studio nào cắt nữa. Đây là cái demo mà mình chuẩn bị từ trước này, đúng không? Mình ở đây thì mình có kết hợp với lại cái thằng toolbar. Đây là toolbar nhá, khi mà các bạn click vào đây thì nó sẽ mở một cái thằng Navigation Drawer. Đây cái này là hoàn toàn mình custom chứ mình không sử dụng cái thằng gen template của cái thằng Android Studio. Đó, khá là đẹp, đúng không? Ở đây thì mình sẽ kết hợp, đó là mình sẽ tạo những cái fragment tương ứng với những cái thằng item của cái thằng Navigation Drawer luôn. Đây. Ok. Thì đây là một cái template mà các bạn sẽ sử dụng rất là nhiều trong những cái project thực tế với cái loại app mà có cái thằng menu led như thế này. Đó. Làm thế nào chúng ta có thể custom được cái thằng Navigation Drawer này từ A cho đến Z, từ đầu cho đến cuối luôn đấy, thì mình sẽ chia sẻ trong cái video ngày hôm nay nhá. Rồi. Đầu tiên là các bạn tạo cho mình một cái project mới trong Android. Ở đây thì mình tạo rồi, mình đặt tên đó là Custom Navigation Drawer. Cái project này mình đang tạo trên cái thằng Android Studio 4.1. Ok, đúng không? Đây là khi mà các bạn chọn cái Empty Activity ấy, thì nó sẽ tự động gen cho ta một cái thằng Main Activity như thế này, đúng không? Cũng giống như những cái tutorial lần trước. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện custom nhá. Rồi, đầu tiên là khi mà các bạn tạo project bằng Android Studio ấy, nó sẽ tự động chọn cho các bạn một cái theme. Đây, các bạn vào cho mình cái thằng Android Manifest này. Đây, nó sẽ tự động chọn cho bạn một cái theme. Các bạn giữ control, các bạn click vào đây. Đây, đúng không? Và cái theme nó đang chọn ấy, đó là cái thằng Dark Action Bar. Tức là nó có sẵn một cái thằng toolbar rồi. Thì bây giờ đấy, các bạn đầu tiên là các bạn thay thế cho mình cái thằng theme này. Bởi vì là mình muốn custom cả cái thằng toolbar nữa, đúng không? Đây, các bạn thay thế cho mình nhá. Đây, các bạn có thể chọn cái thằng Low Action Bar. Ok, đó là cái điểm đầu tiên nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thiết kế giao diện cho cái thằng Main Activity. Các bạn vào cho mình cái file XML của nó này. Các bạn chọn Split để chúng ta vừa nhìn code và vừa nhìn thiết kế luôn. Đây, mình sẽ cho to cái này lên cho các bạn nhìn bên giao diện nó như thế nào nhá. Rồi, đầu tiên là cái View Group ở bên ngoài này các bạn thay thế cho mình. Chúng ta sẽ sử dụng một cái thằng Drawer, đúng không? Đây, các bạn gõ này. Đây, Drawer Layout, cái thằng này nó nằm trong gói thư viện android.drawerlayout.widget. Chọn cái này. Ok, rồi mình sẽ xóa cái thằng TextView nó mặc định gen cho chúng ta này đi. Đó. Rồi cái này không cần thì các bạn có thể xóa đi cũng được. Width thì mình để Mask Parent hết, Mask Parent. Còn cái Tool này thì chúng ta đang để cái thằng Main Activity. Ok, rồi ở đây là có một cái thuộc tính rất quan trọng các bạn cần set cho mình luôn. Đó là cái thằng các bạn gọi Open Drawer, đúng không? Chúng ta sẽ chọn Open Drawer đó là Start. Ok chưa? Rồi, tiếp theo các bạn xuống dưới này, chúng ta sẽ đi thiết kế những cái thành phần. Đây, các bạn thấy, đầu tiên là cái View Group ở bên ngoài là chúng ta có một cái thằng Drawer Layout rồi, đúng không? Trong cái thằng Drawer Layout này các bạn thấy sẽ có một cái thằng Toolbar, đúng không? Và một cái thằng Layout để chúng ta replace cái Fragment tương ứng vào. Đó. Đồng thời chúng ta sẽ có một cái thằng Navigation View ở bên menu left. Ok, chúng ta đi thiết kế lần lượt thôi. Các bạn tạo cho mình một cái thằng View Group, đó là một cái thằng Linear Layout. Width mình sẽ để Mask Parent hết, Mask Parent luôn. Đây, các bạn đóng ngoặc, đúng không? Rồi cái Orientation ấy, các bạn để cho mình đó là Vertical. Rồi, trong này đầu tiên là cái thành phần Toolbar. Các bạn sẽ khai báo cho mình một cái thằng App Bar Layout. Đây, com.google.android.material, các bạn chọn App Bar Layout. Width các bạn để cho mình nó là Mask Parent này hết, chúng ta để Wrap Content.
Đây các bạn đóng mở ngoặc. Đúng không? Các bạn sẽ chọn cho mình một cái theme cho cái thằng toolbar. Ok, đây mình sẽ sử dụng một cái theme. Ví dụ như ở đây mình sẽ sử dụng cái theme Overlay App Combat Dark Action Bar nhá. Ok chưa? Trong này thì các bạn sẽ khai báo cho mình một cái thằng toolbar. Đây các bạn nhớ là chúng ta sẽ sử dụng cái thằng toolbar của cái thằng Android nhá. Đó. Width các bạn để cho mình là Mat Parent này. Head thì thông thường ấy các bạn có thể custom cái head của cái thằng toolbar ở đây cũng được. Tuy nhiên chúng ta sẽ set một cái kích thước, đó là cái kích thước mặc định của cái thằng toolbar thì nó sẽ đẹp hơn, đúng tỷ lệ luôn, đúng không? Các bạn gõ cho mình hỏi chấm attr gạch ngang. Rồi, đây, action bar size. Đó, các bạn chọn cái này cho mình. Đây, các bạn thấy, đúng không? Đây chính là cái thằng toolbar của chúng ta này. Đây, các bạn đóng mở ngoặc. Rồi, ở đây thì các bạn có thể hoàn toàn các bạn custom cái thằng toolbar này theo như cái ý thích của các bạn. Ví dụ như đây mình sẽ set cái background của nó nha. Đây, mình xem có cái background gì nó đẹp đẹp một chút. Đây, mình sẽ set cái background cho cái thằng màu nó là màu như thế này đi. Đấy, các bạn thấy không? Hoàn toàn chúng ta có thể customize được cái thằng toolbar này. Rồi, các bạn là set cho mình một cái theme cho cái thằng toolbar này luôn. Đây, các bạn chọn là pop up theme nhá. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái theme, ví dụ như là đây, App Combat này đi. Theme Overlay, đúng không? Ok, rồi, các bạn đặt cho mình một cái ID. Đây, chúng ta sẽ đặt ID toolbar. Rồi, các bạn lên trên đầu này, các bạn đặt cho mình một cái ID cho cái thằng Drawer Layout này luôn. Drawer Layout. Ok chưa? Rất là đơn giản, đúng không? Chúng ta đã thiết kế xong một cái toolbar. Rồi, bây giờ đây nằm trong cái view group Ninja Layout chúng ta thiết kế này, chúng ta sẽ cần có một cái view group nữa để chúng ta replace những cái fragment tương ứng với những cái item của cái thằng navigation view, đúng không? Đây, ở đây thì các bạn có thể chọn một cái view group, ví dụ như đây mình sẽ chọn một cái thằng frame layout đi. Width các bạn để mat parent hết và mat parent luôn cũng được. Đây các bạn đóng mở ngoặc. Các bạn đặt cho mình ID. Mình ở đây mình sẽ đặt đó là content frame. Đây các bạn thấy, đúng không? Ok, đây là cái thằng toolbar này, còn đây là cái thằng layout mà chúng ta sẽ replace fragment vào này. Đó, rất đơn giản. Đấy, chúng ta đã xong hai cái thành phần cơ bản đầu tiên, đúng không? Rồi, đến cái thành phần thứ ba cực kỳ quan trọng, đó là cái thằng navigation view. Đây các bạn ra ngoài cái view group Ninja Layout chúng ta tạo này, các bạn tạo cho mình một cái đó là navigation view. Cái này nó sẽ nằm trong com.google.android.material. Các bạn chọn cái này. Width các bạn để cho mình wrap content, đúng không? Hết các bạn để cho mình nó là mat parent. Đó, đây các bạn đóng mở ngoặc như thế này cho nó gọn. Rồi các bạn đặt cho mình một cái ID. Đây mình sẽ đặt đó là navigation. Navigation view. Ok chưa? Rồi, các bạn thấy rằng cái thằng navigation view này bao gồm có hai cái thành phần. Thành phần đầu tiên đó là cái layout header. Đây các bạn thấy cái layout header mình đang để background đó là màu xanh nước biển này. Thì đây chúng ta sẽ thiết kế một cái image view. Và đây là name cũng như là email. Đây là những cái thông tin cơ bản của một cái thằng user, đúng không? Rồi, thành phần thứ hai của cái thằng navigation view này đó là cái những cái item menu mà chúng ta thiết kế. Đây, dưới này đó, nó sẽ có hai thành phần riêng biệt. Đây, thì trước mình sẽ tạo ra hai cái layout, hai cái thành phần tương ứng, đúng không? Đầu tiên đó là cái layout header view nhá. Thì các bạn sẽ vào layout này, các bạn sẽ chọn cho mình new XML. Đây các bạn chọn layout này. Ok, các bạn đặt tên tùy theo ý thích của các bạn nhé. Ví dụ như đây mình sẽ đặt nhé layout header navigation, đúng không? Rồi mình sẽ ấn finish. Rồi, đây các bạn thiết kế cái layout này hoàn toàn bình thường thôi, custom theo cái ý thích của các bạn thôi, đúng không? Đây mình sẽ custom luôn. Mình sẽ sử dụng một cái view group bên ngoài, đó là một thằng linear layout. Ok chưa? Cái width các bạn để mat parent cho mình, còn cái head thì các bạn ở đây mình sẽ fix một cái kích thước, ví dụ như là 180 dB. Ok. Rồi, background. Đây các bạn chọn background tùy thích thôi. Đây mình ví dụ như mình để cái màu này nhá. Đúng không?
chúng ta custom từ đầu cho đến cuối luôn mà, cho nên là các bạn custom thoải mái đóng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thiết kế những cái thành phần có trong cái thằng linear layout này. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái image view, đúng không? Width ở đây mình sẽ để ví dụ như là 80 dp, 80 dp. Ok, đây các bạn đóng mở ngoặc này, các bạn set cho mình một cái suộc, ví dụ như là cái thằng đây Easter Launcher, đúng không? Rồi các bạn cứ để đây đã, chúng ta sẽ đi thiết kế tiếp tục hai cái thành phần, đó là cái thằng text view. Width các bạn để ví dụ như là wrap content, đúng không? Text mình sẽ set tạm cho nó một cái text nha, ví dụ như là name team coder. Text size mình sẽ để ví dụ như là 16 sp này. Text color mình sẽ để là màu trắng, đúng không? Rồi các bạn chọn cho mình cái orientation của cái thằng view group linear layout đó. Ok chưa? Rồi mình sẽ thực hiện marine top tự nhiên là 8 dp. Đây là thằng text view đầu tiên. Text view thứ hai các bạn copy cho nó nhanh, team coder a@gmail.com, mình ví dụ như vậy, đúng không? Rồi đây mình sẽ xóa cái thằng này đi đó, chúng ta sẽ không marine cái thằng này. Ok chưa? Đây các bạn đổi cho mình một chút, ví dụ như là 14 sp. Đó, cái thằng tên của chúng ta ấy thì các bạn sẽ cho cái kích thước chữ nó to hơn. Đồng thời là cái style các bạn có thể để in đậm cũng được, đúng không? Text style chúng ta để in đậm. Đó. Ok chưa? Rồi các bạn sẽ thực hiện là padding cho mình, ví dụ như ở đây mình sẽ padding 20 dp. Ok. Rồi các bạn chọn cho mình cái gravity bottom. Oh, sorry các bạn nha. Cái gravity chứ, đúng không? Đây là gravity này, các bạn để bottom đó, đúng không? Chúng ta đã thiết kế rất là nhanh một cái layout header giống như là cái yêu cầu mong muốn của chúng ta. Ok, rồi bây giờ các bạn quay trở lại cho mình cái thằng main activity. Sau khi mà các bạn thiết kế xong một cái layout header cho cái thằng navigation view ấy, các bạn xuống dưới này các bạn sẽ set cho mình một cái thuộc tính, đó là header. Đây các bạn gõ này, header layout, các bạn chọn cho mình cái này, đúng không? Các bạn truyền cho mình cái layout mà các bạn vừa custom vào. Đây. A+layout. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ tự động là nó nhận cái thằng layout header mà chúng ta vừa custom. Ok chưa? Đó là cái thành phần đầu tiên của cái thằng navigation view nhá. Thành phần thứ hai tức là những cái item của nó. Đây này, chúng ta sẽ thiết kế trong một cái file menu. Thì đây, các bạn vào cho mình thư mục red này, đúng không? Các bạn tạo cho mình một cái directory. Đây các bạn đặt tên là menu. Bạn ấn OK. Trong cái thằng menu này các bạn kích chuột phải, các bạn chọn new này, các bạn chọn là menu resource file, đúng không? Các bạn đặt tên tùy theo ý thích của các bạn. Ở đây mình sẽ đặt đó là menu navigation. OK, đúng không? Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi thiết kế cái menu này thôi. Rồi, chúng ta sẽ trong cái thằng menu này thì chúng ta sẽ có những cái thằng item, đúng không? Đây nha các bạn, trước khi thiết kế những cái item thì các bạn cần chuẩn bị những cái thông tin. Thông tin đầu tiên đó là cái title, đây này, cái tên của những cái item này. Thông tin thứ hai đó là những cái icon, đây chúng ta cần chuẩn bị, đúng không? Thì về title ấy, chúng ta sẽ setting trong cái file string. Đây mình sẽ, đây nha, mình sẽ tạo ra tất cả những cái thành phần chúng ta cần, đúng không? Đầu tiên là thằng home này. Ở đây mình sẽ đặt là navi home, đúng không? Thằng tiếp theo là thằng favorite, history, đúng không? Account. Đây các bạn thấy cái demo của mình này, mình có một cái account, tức là mình sẽ phân nhóm, mình group luôn những cái item trong cái thằng menu left này, đúng không? My profile và change password. Ok chưa? Rồi các bạn đổi tên tương ứng luôn. My profile. Ok
Ok chưa? Xong thành phần đầu tiên đó là cái title của những cái item rồi nhá. Rồi tiếp theo sẽ là cái icon đúng không? Icon thì một là các bạn có thể chuẩn bị những cái icon bên ngoài, các bạn copy vào trong thư mục drawable. Ở đây thì mình sẽ tạo luôn những cái file icon mà thằng Android Studio nó support nhá. Đây các bạn chọn new này. Đúng không? Các bạn chọn vector access. Chúng ta sẽ tạo ra những cái file vector cho cái thằng icon. Đây các bạn click vào đây. Đó. Nó sẽ có rất nhiều những cái icon mà cái thằng Android Studio nó support. Đây các bạn thấy đúng không? Các bạn có thể filter ở bên này, ví dụ như là các bạn home đúng không? Đây các bạn chọn home này. Ok. Đây các bạn có thể đổi tên ví dụ như là IC home như thế này, đúng không? Các bạn next. Đó, nó sẽ tự tạo cho các bạn một cái file XML. Thì đây chính là cái file của cái thằng icon. Ok, rất là đẹp. Tương tự đúng không? Các bạn sẽ tạo cho mình tất cả những cái icon cần thiết. Rồi, ví dụ như là các bạn chọn favorite này. Đây. Các bạn đổi tên. Ok chưa? Rồi. Thằng tiếp theo sẽ là thằng history đúng không? History đây. Icon history. Ok, rồi chúng ta còn hai cái icon nữa thôi. Thằng đầu tiên đó là cái thằng user profile. Sorry các bạn, mình chọn nhầm. Đó, các cái set này. User thì các bạn có thể gõ từ person đây này. Đúng không? Các bạn đổi tên tùy theo ý thích nha. Ví dụ như đây các bạn có thể đổi IC My profile cũng được. Đúng không? Rồi, còn thằng cuối cùng trên password nào. Trên password thì các bạn có thể để cái từ nốc đây. Next. Ok. Rồi, chúng ta đã tạo xong tất cả những cái icon của những cái thằng item menu. Rồi, bây giờ các bạn quay trở lại cho mình cái file menu. Đây chúng ta đang thiết kế dở đúng không? Đây các bạn xuống dưới này nhá, các bạn sẽ khai báo cho mình item. À, từ từ. Đây mình giới thiệu cho các bạn luôn. Các bạn thấy rằng này, đầu tiên là ba cái thằng ở trên này này, nó không nằm trong một cái group nào cả. Nó không nằm trong một cái phân loại nào cả, đúng không? Đây này các bạn thấy rằng còn hai cái thằng này nó lại nằm trong một cái thằng account. Thì để thiết kế giống như thế này thì các bạn sẽ thiết kế như thế nào? Đầu tiên các bạn thấy một này, hai ba cái item này các bạn sẽ cho vào cho mình một cái thằng group. Đây các bạn sẽ khai báo cho mình một cái group này, đúng không? Các bạn sẽ đóng mở ngoặc luôn cho mình như này cũng được. Trong cái thằng này thì các bạn chọn cho mình cái thằng check able behavior, các bạn để cho mình là single. Rồi trong này các bạn khai báo những cái item. Item ấy các bạn có thể đóng ngoặc một đóng mở ngoặc luôn, nó sẽ báo đỏ đúng không? Các bạn sẽ thiết cần phải khai báo những cái nó bắt buộc của cái một thằng item menu. Đầu tiên là ID. Đây mình sẽ đặt đó là navigation home. Ok chưa? Title mình sẽ đặt đó là navigation home tương ứng này. Rồi icon account drawable user home. Đấy các bạn thấy không, khi mà các bạn khai báo đầy đủ thì cái thằng item này nó sẽ hết báo đỏ. Đây là cái thằng home. Ok. Rồi tương tự các bạn copy cho mình. Đúng không? Chúng ta sẽ có ba cái item nằm trong một cái group. Đây các bạn đổi tên này. Favorite. Favorite này. Ok. History. History. Ok chưa? Rồi, chúng ta xong ba cái item đầu tiên. Tiếp theo, các bạn thấy nó sẽ có một cái gọi là gộp nhóm đúng không? Account thì các bạn sẽ ra ngoài cái group này. Các bạn tạo cho mình một cái item. Đây cái thằng item này các bạn chỉ cần khai báo một cái duy nhất đó là cái title thôi. Chính là cái thằng account. Các bạn đóng mở ngoặc. Ok. Rồi, trong cái thằng tiếp theo trong cái thằng item này này. Đó. Đây các bạn đóng mở ngoặc như thế này nhá.
đúng không? Bởi vì là nó gộp vào trong cái thằng account này mà, thì các bạn trong cái thằng item này các bạn lại khai báo cho mình menu. Đó, các bạn đóng mở ngoặc. Trong menu thì chúng ta lại có item, đúng không? Đây. Rồi, item này thì bây giờ chúng ta có thể copy được. Đây, các bạn sẽ copy vào trong cái menu này. Đó, các bạn đổi tên thôi. Navigation là My Profile. My Profile này. Sorry. My Profile. Navigation trên password. Đây, các bạn thấy không? Đấy, nếu như mà các bạn phân cấp như thế này thì có phải là hai cái thằng menu này nó sẽ gộp trong cái thằng account, đúng không? Đó là cái mà chúng ta cần. Rồi, chúng ta đã thiết kế xong cái file menu của cái thằng Navigation View. Các bạn quay trở lại cho mình cái file XML của cái thằng main. Đó, chúng ta bây giờ chúng ta sẽ set cái thành phần thứ hai. Các bạn gõ menu. Đây này, app menu. Các bạn truyền đúng cho mình cái menu của cái thằng Navigation mà chúng ta vừa thiết kế vào trong này. Ok. Ồ. Ở bên giao diện này nó lại không hiển thị lên cái lead menu ở đây luôn cả. Không sao. Rồi, có thể là nó bị lỗi trong cái phần render của cái thằng Android Studio, các bạn cứ để đây cho mình. Ok. Rồi. Bây giờ các bạn thấy rằng là cái thằng Navigation View này nó đang chiếm toàn bộ cái màn hình của cái device, đúng không? Các bạn cần set cho mình một cái thuộc tính cực kỳ quan trọng. Đây, các bạn gõ Android 2 chấm layout gravity bằng, đây các bạn để cho mình đó là start đó, đúng không? Thì lập tức cái thằng Navigation View này các bạn thấy rằng nó sẽ không còn chiếm toàn bộ màn hình của cái device nữa, mà nó sẽ giống như là cái menu nét mà chúng ta mở sang từ bên trái đây này. Ok, rất là đơn giản, đúng không? Rồi, bây giờ nha các bạn, sau khi mà các bạn thiết kế xong như thế này rồi, các bạn để nguyên như thế này. Các bạn build thử cái tutorial lên xem nó như thế nào. Đây, chúng ta chưa xử lý code nhé. Các bạn build thử luôn cho mình xem cái kết quả chúng ta nhận được sẽ là gì. Rồi, vậy là thằng Android Studio đã build xong cho chúng ta, đúng không? Các bạn thấy, đó, cái app của chúng ta đầu tiên là chúng ta có toolbar rồi, chúng ta có một cái layout trắng tinh, đúng không? Chúng ta chưa set một cái gì cho cái thằng toolbar này cả. Rồi, các bạn dùng chuột nha, các bạn kéo cho mình từ bên trái sang, đây các bạn kéo sang. Đó. Các bạn thấy không? Đó, đây chính là cái thằng Navigation View chúng ta thiết kế trong một cái thằng Drawer Layout. Đây này. Đó, các bạn có thể kéo kéo màn hình như thế này. Đó. Ok. Rất là đẹp, đúng không? Ok. Rồi, bây giờ việc của chúng ta đó là chúng ta sẽ đi thiết kế cái thằng toolbar, đúng không? Chúng ta sẽ có một cái icon home ở đây. Chúng ta click để chúng ta mở cái thằng Navigation View này. Đó. Và chúng ta sẽ đi thiết kế những cái fragment tương ứng với những cái item của nó thôi. Ok chưa? Rồi, đơn giản nhá. Đấy. Các bạn thấy không? Hoàn toàn chúng ta có thể custom từ đầu cho đến cuối cái thằng Navigation Drawer luôn. Chúng ta không cần sử dụng cái template của cái thằng Android Studio nó tạo cho chúng ta. Ok. Rồi. Bây giờ nhá. Thiết kế xong giao diện rồi đúng không? Chúng ta sẽ vào phần code chúng ta xử lý. Đây, các bạn đóng tất cả cho mình những cái class mà chúng ta vừa thiết kế cho nó gọn. Các bạn trên lên trên đầu này. Đầu tiên, các bạn khai báo cho mình một cái thằng drawer, đúng không? Drawer layout. Đó, mình ví dụ như đặt là drawer chấm phẩy. Ok. Rồi, các bạn ánh xạ view cho mình cái thằng drawer này sẽ bằng file view by dr.id chấm drawer layout, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái logic code, chúng ta add cái thằng toolbar. Đây, các bạn khai báo cho mình một cái thằng toolbar. Đây, các bạn nhớ toolbar nó có hai thằng nhá. Chúng ta sử dụng cái thằng Android thì các bạn cần phải chọn đúng cái đối tượng toolbar của cái thằng Android, nếu không là nó sẽ bị crash đấy, đúng không? Rồi, ta sẽ bằng file view by dr.id chấm toolbar, đúng không? Những cái thằng này là mình khai báo ID hết rồi nhá. Đây là các bạn để ý này, content frame này, đúng không? Mình khai báo ID hết rồi đấy. Rồi, sau khi có một thằng toolbar rồi, các bạn sẽ set cho mình support action bar. Đây,
các bạn truyền cho mình cái toolbar vào trong này. Đó, vậy là chúng ta đã add thành công cái toolbar rồi. Ok, rồi đây chúng ta có một cái thằng drawer layout. Tiếp theo các bạn sẽ tạo cho mình một cái đối tượng. Đây các bạn gõ này, action. Các bạn gõ là từ từ mình xem nào, action 3. Ô sao nó không gợi ý cho chúng ta nhỉ. Các bạn gõ action 3 drawer toggle. Đây nó lại có rồi. Đây các bạn cái thằng này nó sẽ nằm trong android.appcompat.app này, mà mình không biết tại sao thằng Android Studio nó không gợi ý. Đây các bạn gõ đúng như này cho mình nhé. Đây này, chúng ta import thành công rồi này. Các bạn khai báo toggle sẽ bằng new action bar drawer toggle. Các bạn sẽ truyền những cái tham số gì vào đây. Đây các bạn giữ control, các bạn click vào đây. Đó, activity, drawer, toolbar và hai cái tham số in, đúng không? Activity thì các bạn truyền là zip này, drawer thì chính là cái thằng này, toolbar chính là cái thằng này, đúng không? In, hai cái in ấy thì các bạn sẽ vào trong string, các bạn tạo thêm cho mình hai cái string nữa. Đây mình sẽ đắp kết cái này ra. Các bạn đặt tên ví dụ như là navigation drawer open, đúng không? Text này, open navigation drawer, ví dụ như vậy, đúng không? Đây các bạn copy ngược lại, close. Ok, rồi các bạn khai báo xong hai cái string rồi, các bạn vào trong này, các bạn r.string chấm, đây open đúng không, r.string chấm close chấm phẩy. Đây mình sẽ xuống dòng cho các bạn nhìn. Ok, đó đơn giản như vậy thôi. Rồi sau khi có một cái thằng toggle như thế này rồi thì các bạn sẽ mdrawer chấm add, đây add drawer listener. Các bạn truyền cho mình cái toggle vào trong này. Ok, rồi sau đó các bạn toggle chấm sync state. Rồi đơn giản đúng không? Đây chính là cách mà chúng ta add cái thằng toolbar, đồng thời là chúng ta bắt sự kiện khi mà các bạn click vào cái icon home của cái thằng toolbar ấy, nó sẽ mở cái thằng navigation drawer. Đây các bạn dừng lại đây cho mình, các bạn build lại cho chúng ta cái tutorial để chúng ta kiểm chứng cái tính năng mà chúng ta vừa thiết kế. Ok, đây các bạn thấy cái thằng toolbar đúng không? Nó đã có cái title, cũng như là title là chính là cái app name của các bạn nhé. Đây chính là cái icon home. Đây các bạn click vào đây. Đó. Đúng không? Đó, chúng ta đã mở được cái thằng navigation drawer từ cái icon home của cái thằng toolbar rồi. Rất là đẹp. Đúng không? Các bạn cứ thực hiện từng bước một. Sau khi thực hiện xong một cái tính năng nào đấy, các bạn có thể build xem cái kết quả chúng ta như thế nào, thì các bạn sẽ phân tách code ra cái nào nó liên quan đến phần nào, đúng không? Rồi bây giờ còn một cái phần nữa thôi, là chúng ta sẽ xong cái template này đấy. Đó là chúng ta sẽ thiết kế khi mà các bạn click vào những cái item của cái thằng navigation view này, đúng không? Đây thì đến cái phần đó thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các bạn sẽ implement cho mình cái thằng navigation view chấm, đây này, on navigation item selected listener. Ok, rồi sau khi mà các bạn implement cái thằng này, nó tất nhiên là nó sẽ báo đỏ. Các bạn ấn on enter, chúng ta sẽ cần implement method. Đây, on navigation item selected, đây nó trả về cho chúng ta cái thằng menu item, đúng không? Rồi các bạn để đây đã, chúng ta chưa xử lý vội. Các bạn sẽ cần khai báo cho mình một cái navigation view, đúng không? Navigation view này các bạn đặt tên bằng các bạn ánh xạ view .id .navigation view chấm phẩy, đúng không? Thằng này thì mình khai báo rồi. Đây ok rồi, sau đó navigation view này chấm set, đây navigation item selected zip, đúng không? Các bạn chuyển zip vào đây, bởi vì chúng ta implement ở trên này rồi thì chúng ta sẽ chuyển zip vào đây.
đúng không? Đây chính là cái code logic để chúng ta bắt sự kiện khi mà chúng ta click vào item của cái thằng Navigation View. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xử lý nhá. Đầu tiên là các bạn return cho mình cái thằng này, đó là true, đúng không? Đây các bạn là sẽ khai báo cho mình in này ID sẽ bằng item chấm get item ID chấm file. Đây bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cái item này để chúng ta bắt sự kiện này. Đây các bạn là if nếu như đúng không, ID mà bằng rào chấm ID chấm navigation home thì đúng không, L chúng ta mà bắt thôi, ID bằng rào chấm ID chấm navigation favorite. Ok chưa? Rồi mình sẽ copy nha. Application history đi. Đó. Ở đây thì mình làm tạm thời ba cái fragment đầu tiên thôi. Ok không? Cho nó, bởi vì những cái khác nó tương tự thôi mà. Rồi, bây giờ thì có phải là đây là cái logic mà chúng ta click vào cái item đúng không? Thì sau khi mà click item thì chúng ta sẽ phải làm hai việc. Việc đầu tiên là chúng ta replace cái fragment tương ứng vào cái layout trắng này. Đúng không? Việc thứ hai đó là chúng ta phải đóng cái thằng Navigation Drawer này lại, đúng không? Thì đây các bạn xuống dưới này, các bạn sẽ set cho mình m drawer layout chấm đây close, đúng không? Các bạn chọn cho mình cái gravity compact chấm start. Ok, đây chính là cái logic để các bạn đóng cái thằng drawer lại. Ok chưa? Rồi tiếp theo nó có một cái logic nữa mà các bạn cần phải xử lý cho mình. Đây này, logic đây. Mình sẽ mở lại cho mình cái demo đầu tiên của mình nhá. Mình nói cái logic đấy thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Đây. Đúng không? Khi mà các bạn mở cái thằng navigation này này, các bạn ấn nút back của device thì có phải là nó sẽ đóng lại. Đúng không? Đây là các bạn thấy này, nó đóng lại. Còn sau khi mà nó đang đóng rồi thì các bạn ấn nút back này tất nhiên là nó sẽ thoát app. Đó, cái này thì các bạn cần phải xử lý thêm đấy nhá. Nếu không ý, thì khi mà các bạn ấn back phát là nó thoát app luôn, nó không đóng cái thằng này lại. Nếu như cái thằng này nó đang mở. Đấy, các bạn cần phải xử lý thêm cho mình một cái nữa. Đây. Các bạn ghi đè cho mình on back press này. Rồi các bạn cắt cho mình cái thằng này, các bạn cắt nhá. Rồi các bạn check cho mình nếu như mà cái thằng drawer của chúng ta ấy mà đang mở đúng không? Các bạn chọn e drawer open này. Đấy, gravity compact.start. Đây, nó trả về cho chúng ta một cái biến boolean đúng không? Để nó check thằng cái drawer nó đang mở. Thì chúng ta có phải là chúng ta cần phải đóng cái thằng này lại nếu như chúng ta click vào cái nút back của device đúng không? Close gravity compact chấm start này, L đúng không? Các bạn paste cho mình đó. Nếu như mà cái thằng drawer này nó đang đóng rồi thì có phải là chúng ta click vào cái nút back này thì chúng ta sẽ thực hiện cái thoát app đúng không? Rồi đây là hai cái logic mà các bạn cần phải để ý cho mình nhá. Rồi, bây giờ sẽ là đến cái phần cuối cùng, chúng ta sẽ replace những cái fragment vào trong cái layout chính của chúng ta. Đây. Thì có phải là các bạn có 3 item đúng không? Các bạn cần tạo cho mình 3 cái fragment. Đó. Thì đây, các bạn chọn chọn new này. Mình sẽ tạo ra một cái package để mình quản lý nhá. Đây mình sẽ đặt nó là fragment. Đúng không? Đây mình sẽ tạo ra một cái class, các bạn đặt tên tùy theo ý thích, ví dụ như là home fragment này. Ok chưa? Các bạn có thể tạo fragment bằng cách là các bạn chọn new. Đây. Thằng Android Studio nó tự động nó support cho chúng ta những cái template của cái thằng fragment đúng không? Tuy nhiên ở đây mình sẽ tạo tay luôn cho nó nhanh. Extend fragment. Đây các bạn nhớ chọn fragment của cái thằng Android nhé. Ok. Rồi các bạn xuống dưới này các bạn ghi cho mình on create view. Đơn giản thế thôi. Đấy, fragment mình tạo nó chỉ đơn giản thế thôi. Các bạn vào layout. Mỗi cái fragment nó phải có một cái layout đúng không? Đây các bạn chọn new. Chúng ta sẽ tạo ra cái layout, ví dụ như ở đây mình sẽ đặt fragment home. Ok chưa? Rồi, đây. Cái thằng fragment này thì đơn giản thì chúng ta chỉ cần orientation vertical, padding. Chúng ta thực hiện padding 20 dp đúng không? Các bạn set cho nó một cái background để các bạn nhận biết. Ví dụ như đây còng Android red đi. Ok,
Rồi, trong này thì các bạn chỉ cần có một cái tick view thôi để chúng ta phân biệt thôi mà. Wrap content, wrap content, đúng không? Tick home fragment. Đóng một ngoặc, đúng không? Tick color màu trắng đi. Tick size ví dụ như là 20 MP. Ok. Đơn giản đúng không? Rồi. Sau khi tạo cái thằng fragment home rồi, các bạn vào cho mình cái file Java. Đây các bạn return đúng không? Các bạn sẽ gọi inflator chính là cái thằng trên này này. Chấm inflator.layout. Chấm fragment home. Rồi, tiếp theo là thằng view group container và cuối cùng các bạn để for cho mình. Chấm phẩy. Rất đơn giản. Vậy là xong cái thằng fragment home. Rồi, hai cái thằng fragment kia tương tự các bạn copy cho mình. Đúng không? Rồi, các bạn vào trong này thì các bạn chỉ cần đổi background. Ví dụ như là green. Chẳng hạn như thế, đúng không? Đây các bạn đổi tên. Ok chưa? Rồi, tương tự fragment history. Ví dụ như là màu orange đi. History fragment. Ok, rồi. Đấy là layout đúng không? Còn cái Java thì cũng tương tự. Các bạn lại copy fragment này. Các bạn copy cái fragment nào các bạn thay thế luôn. Favorite history fragment. Xong nha, ba cái fragment đúng không, chúng ta chạm rất là nhanh. Rồi, các bạn quay trở lại cho mình cái thằng main activity. Đây mình sẽ đóng những cái class mình vừa ấy cho nó gọn. Rồi, các bạn sẽ viết logic xử lý replace fragment. Đây, replace fragment thì các bạn tạo cho mình một cái hàm riêng đi, private này, void tên là replace fragment. Tham số truyền vào là cái thằng fragment mà các bạn muốn replace đúng không. Đây các bạn nhớ chọn Android nha. Fragment. Ok. Rồi đầu tiên các bạn khai báo cho mình một cái thằng fragment transaction đúng không? Các bạn đặt tên sẽ bằng get support fragment manager .begin transaction .phải. Rồi transaction .replace. Đây, replace thì chúng ta tham số đầu tiên chính là cái id r.id.contentframe. Đây, đây chính là cái id của cái layout mà chúng ta sẽ replace fragment vào ấy. Đây này. Đó. Đúng không? Tiếp theo là cái thằng fragment chúng ta muốn replace. Chấm phẩy. Rồi. Transaction.commit. Xong. Đây là cái logic của cái thằng replace fragment. Thì bây giờ chúng ta có ba cái thằng fragment đúng không? Các bạn cần phải có một cái gì đấy để chúng ta phân biệt là nó đang ở cái thằng fragment nào. Đây các bạn lên trên đầu các bạn. Private này, các bạn chọn khai báo cho mình những cái constant static final in. Ví dụ như là fragment home bằng 0 chấm phẩy đúng không? Tương tự fragment favorite 1 history. Rồi chúng ta có một cái biến để chúng ta check rằng cái fragment hiện tại in m current fragment. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gán luôn nó bằng cái thằng fragment home nhé, bởi vì là chúng ta cứ mở phát là chúng ta mở cái thằng home luôn mà. Ok chưa? Rồi đây bắt đầu chúng ta xử lý đúng không, các bạn check. Đó, cái thằng biến mCurrent Fragment ấy nó khác Fragment Home. Rồi, tại sao là các bạn lại check như thế này? Tức là các bạn bấm vào đây để các bạn mở cái thằng Fragment Home đúng không? Thế bây giờ cái Fragment hiện tại của các bạn là cái thằng Fragment Home rồi thì chúng ta không cần làm gì cả đúng không? Đấy, chỉ khi nào cái thằng Current Fragment này nó khác, tức là nó không phải cái thằng Fragment Home, thì bắt đầu chúng ta mới cần xử lý logic. Ok chưa? Rồi, replace new home fragment.
Ok, thì sau khi mà replace home fragment thì các bạn lại gán lại cái biến này, đúng không? Bây giờ nó đã về cái thằng fragment home rồi mà. Bằng fragment home chấm phẩy. Đó, đơn giản thế thôi. Đây. Tương tự đúng không? Favorite này. Favorite này. New favorite fragment. Ok. History đúng không? History fragment. Ok chưa? Vậy là xong nhá. Rồi, tuy nhiên đây là cái logic mà khi mà các bạn click vào đây thôi, đúng không? Còn khi mà ban đầu tiên ấy vào phạm là nó mở luôn cái thằng home fragment thì chúng ta chưa xử lý, đúng không? Các bạn đi trên đầu này. Đây. Các bạn xử lý logic nó là vào app một phát là chúng ta replace home fragment luôn. À, new chứ. Home fragment. Oh. Home fragment. Đúng không? Sau khi replace thì có phải là các bạn cần phải set checked đúng không? Set là cái thằng home này nó được check đúng không? Đó, những cái này là rất nhiều các bạn quên. Cho nên là khi mà các bạn vào ấy, có thể là nó replace fragment luôn, nhưng mà các bạn mở cái thằng navigation drawer ấy thì cái thằng home ấy, item home nó chưa được chọn. Ok. Đây các bạn navigation chấm get menu chấm find item r chấm id chấm navi home chấm set đây này, set check it này chung. Ok, xong rồi đấy. Đó, các bạn đẩy cho mình những cái logic mà chúng ta xử lý này nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ build lại cái tutorial xem cái kết quả chúng ta thu được. Ok chưa? Rồi các bạn thấy không? Đầu tiên vào phát là nó sẽ replace home fragment luôn, đúng không? Các bạn mở vào đây, tất nhiên là cái thằng item home nó đã được chọn bởi vì chúng ta đã set rồi. Ok. Rồi, đây bây giờ chúng ta sẽ chuyển fragment nhá. Favorite, đúng không? Đây thì đây. Đấy, đây mình test luôn cho các bạn nhé. Giả sử như bây giờ chúng ta đang ở home fragment rồi, đúng không? Có phải là cái biến current fragment của chúng ta đang là home fragment không? Các bạn click vào đây. Đấy, thì nó sẽ không thực hiện cái logic replace nữa bởi vì là nó đang ở home fragment rồi. Nó chỉ thực hiện logic là nó đóng cái thằng drawer lại thôi, đúng không? Còn bây giờ khi mà click vào đây, đúng không? Thì có phải là cái thằng current fragment nhá, nó đang home này, thì có phải là cái thằng đấy nó sẽ khác cái thằng favorite đâu, thì nó sẽ replace, nó sẽ nhảy vào cái code replace, đúng không? Replace này, favorite fragment. Ok chưa? History fragment. Đó. Đây. Rất là đơn giản. Ok chưa? Rồi. Đấy. Sau khi mà click một phát là chúng ta có logic chúng ta đóng cái thằng drawer lại luôn. Rồi, bây giờ chúng ta test cái thằng on back này nhá. Các bạn đang mở này, đúng không? Các bạn ấn back của device thì nó sẽ thực hiện logic nó là đóng. Bây giờ các bạn ấn back tiếp thì nó mới thoát ứng dụng. Đây. Thoát luôn. Ok. Đó. Rồi, vậy là trong cái video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn là làm sao chúng ta có thể tạo một cái project template với lại cái thằng navigation drawer, đúng không? Chúng ta kết hợp sử dụng cái thằng navigation drawer này với lại cái thằng toolbar cũng custom luôn và fragment tương ứng. Đó, thì bây giờ thì các bạn không sợ là các bạn dùng phiên bản Android Studio nào nữa, bởi vì là chúng ta hoàn toàn chúng ta thực hiện custom từ đầu cho đến cuối, đúng không? Rồi, thì cái video này thì mình tạm dừng ở đây thôi nhá. Hẹn gặp tất cả các bạn trong những cái video template lần sau. Chắc là lần sau thì cái thằng navigation drawer này kết hợp với lại bottom navigation thì mình đã làm rồi, đúng không? Chắc là mình sẽ làm một cái video kết hợp cái thằng này với lại cái thằng tab layout. Đó, đó là một số những cái template mà các bạn sẽ sử dụng khá nhiều. Thì nếu như mà thấy nội dung mình chia sẻ hay thì các bạn cho mình một like, một share trên cái kênh YouTube cũng như là một subscribe để bật chuông để có thể nhận thông báo khi mình ra video mới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.